Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú. Mình là 7 Bình Bông. Phiên bản 5.0 sắp đến rồi. Và các bạn có tò mò rằng là trong phiên bản 5.0 map mới có 4 map to cơ, thì các bạn sẽ có được bao nhiêu lượt quay miễn phí để các bạn lấy được Munani này, hay là lấy được Kazuha, Lôi Thần, hoặc là một nhân vật mới nữa, đó chính là Kinnick. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ tổng hợp lại toàn bộ số nguyên thạch này, lượt quay này, cả xanh cả hồng miễn phí mà các bạn sẽ nhận được ở trong phiên bản 5.0 sắp tới nhá. Lưu ý rằng là đây là con số nguyên thạch lớn nhất của chúng ta từ khi mà 1.0 ra mắt. Rồi, bây giờ thì có lẽ là không dài dòng nữa. Chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại cho 7 xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi. Anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Intro thôi nhá. Vẫn như thường lệ thì bảy tôi sẽ dẫn các bạn quay trở lại cái bảng tổng kết. Chúng ta sẽ có thời gian của phiên bản 5.0 bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 cho đến hết ngày 9 tháng 10 của năm 2024. Phiên bản này của chúng ta sẽ kéo dài qua luôn cả tháng 9 nhá. Với anh em không có nạp thì các bạn sẽ nhìn sang cái cột C này. Thế còn với anh em có nạp, các bạn nhìn sang cột D này nhá. Đây, cột C với anh bạn không có nạp thì ngoài những con số rất là quen thuộc như là nhiệm vụ ngày này, thư cập nhật này, cốt line 5.1 này, rồi là cốt phiên bản 5.0 vân vân á, thì chúng ta sẽ có một số những nguyên thạch tăng thêm mà các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng nhận thấy. Số 1 đó là nhà hát và La Hoàn. Bắt đầu từ phiên bản 5.0 thì nhà hát của chúng ta đã tăng cái số phòng. Vì vậy cái tổng lượng giải thưởng mà các bạn nhận được nó sẽ là 800 nha. Và nhân 3 lên, chúng ta có 3 lần làm mới, nó sẽ là 2.400 nguyên thạch miễn phí. Tiếp theo là về nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới ở đây thì bảy tôi đã gộp chung tất cả những nhiệm vụ này. Số 1 là nhiệm vụ danh vọng mới của 3 bộ tộc này. Tiếp theo là cái nhiệm vụ ma thần này, rồi là cái nhiệm vụ truyền thuyết, nhiệm vụ thế giới này vân vân. Ngoài ra nhá, khi mà các bạn làm nhiệm vụ ma thần, chúng ta được thêm 500 nguyên thạch miễn phí thông qua cái phần sự kiện event nhá. Và bình thường các bạn làm một cái nhiệm vụ truyền thuyết thì các bạn sẽ có là 60 nguyên thạch đúng không? Nhưng bây giờ một nhiệm vụ truyền thuyết các bạn sẽ có là 120 nguyên thạch. Và hai nhiệm vụ truyền thuyết của Munani đi cùng với cả Kinnick ấy, nó sẽ là 240. Và nếu con số này tính đúng chuẩn ấy, bởi vì bảy tôi vẫn chưa có làm hết nhiệm vụ thế giới của Natlan, vì vậy bảy tôi cũng chỉ tính con số trung bình thôi. Đó là những cái gì bảy tôi đã làm được và thu được khoảng bao nhiêu nguyên thạch thì bảy tôi chia sẻ với các bạn, tầm 1560. Còn nếu mà cộng thêm những nhiệm vụ thế giới giải rác ở trên bản đồ hay là những cái nhiệm vụ mà danh vọng mà các bạn làm ở phần 2, phần 3 đó, thì nó sẽ xấp xỉ khoảng gần 2000 nguyên thạch cơ. Nhưng thôi, chúng ta cứ lấy con số 1500 cho dễ tính toán nhá. Tiếp theo là con số mà các bạn thấy nhảy rất là cao, đó là thành tựu mới. Bình thường kể cả những cái phiên bản mà chúng ta có map mới như ở Thủy Quốc ấy, thì thành tựu mới nó cũng chỉ xấp xỉ đâu đấy là khoảng tầm 220 cho đến 250 thôi, là nhiều rồi. Thế nhưng với một cái map mới như là kiểu 4.0, 3.0, thậm chí là 5.0 á, thì con số thành tựu mới của chúng ta nó sẽ dao động lên khoảng hơn 500. Cái này thì các bạn sẽ tự tính toán ở trong cái phần thành tựu của mình. Tiếp nữa là trong này chúng ta sẽ có hai cái mục mà các bạn thấy là chỉ có trong những phiên bản đặc biệt chúng ta mới có thôi. Đó là thư mừng sinh nhật 1600 nguyên thạch miễn phí này, cộng với cả 10 lượt quay hồng. Chính hai cái này này nó cũng nâng tổng số nguyên thạch các bạn nhận được miễn phí ở trong phiên bản 5.0 lên rất cao. Rồi, đấy là một số những cái lưu ý ở trong phiên bản bình thường của 5.0. Bây giờ chúng ta sẽ lách sang bên này một chút. Bởi tôi tính luôn cái phần loot map này ra bên ngoài, bởi vì là không phải ai cũng sẽ đi nhặt full map đúng không? Các bạn có thể là chỉ nhặt mỗi cái phần bên này thôi, các bạn không có đi nhặt map nữa. Thành ra là bởi tôi sẽ tính riêng ra phần này. Còn với những bạn mà các bạn cũng nhặt full map 100% giống như tôi á, thì các bạn cộng thêm 2700 vào nhá. Rồi, quy đổi một chút. Với những bạn không có nạp thì các bạn sẽ có cho mình là 12.190 nguyên thạch miễn phí. Đây là con số thấp nhất bởi vì chúng ta có cái phần nhiệm vụ này, nó thấp hơn so với bình thường tôi tính nhá. Và 17 viên xanh, 20 viên hồng. Còn với những bạn có nạp thì các bạn sẽ có là 16.650 nguyên thạch miễn phí này, 17 viên xanh, 24 viên hồng. Bây giờ nếu các bạn cộng luôn cả cái phần nhặt map này, 2.700 nguyên thạch này vào nhá, thì nó sẽ là 14.890 nguyên thạch, 17 viên xanh, 20 viên hồng. Đây là một con số rất là lớn với anh em free to play các bạn ạ, lớn cực kỳ luôn á. Rồi, thế với anh em có nạp thì sao? Các bạn sẽ có gần 20.000 nguyên thạch miễn phí, 17 viên xanh, 24 viên hồng. Đó, các bạn thấy con số này nó kinh khủng chưa? Nó lớn chưa? Trời ơi, lại chả lớn, lại chả ngon đi nhá. Đó chính là tổng kết cái số lượng nguyên thạch các bạn nhận được ở trong phiên bản 5.0 sắp tới. Còn dành anh em nào thắc mắc rằng là phiên bản 5.0 ấy thì phase 1 có bao nhiêu nguyên thạch và phase 2 có bao nhiêu nguyên thạch ấy, bởi tôi có thể chia cơ bản như sau. Với anh em không có nạp thì phase 1 của các bạn sẽ kiếm ít hơn phase 2 nha. Phase 1 các bạn sẽ chỉ nhận được cho mình đâu đấy là khoảng tầm 65 cho đến 72 lượt zone ở trong phase 1. Còn lại tất cả sẽ nằm ở trong phase 2. Tại sao ạ? Bởi vì cái sinh nhật của chúng ta đấy, cái bức thư 1600 cũng như là cái 10 lượt quay hồng miễn phí ấy, nó sẽ nằm hết ở phase 2 và phase 2 sẽ mở cái sinh nhật 4 năm tuổi. Ngoài ra nhá, sinh nhật chúng ta không chỉ có những cái sự kiện mà các bạn nhận cái phần quà miễn phí như vậy. Chúng ta còn có những cái sự kiện ở trên web nữa như là cái Mora này, thẻ tháng này, rồi là nguyên thạch các thứ ở trên web để các bạn kỷ niệm 4 năm tuổi ra Cinepack. Và những cái phần thưởng nguyên thạch đấy thì bởi tôi không có tính thêm vào. Thành ra là phase 2 chúng ta sẽ còn có số lượng nguyên thạch nó nhiều hơn cả tôi tính nữa cơ các bạn ạ. Thôi thì bởi tôi chỉ chúc các bạn may mắn nổ sớm vào trong banner phase 1 hoặc là banner phase 2 nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bởi xin gửi lời chào cũng như hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.